Question 339. The notice of a pending lawsuit or civil complaint that could potentially impact the clear title to a property is called A. Notice of default, B. Notice of trustee's sale, C. Lis Pendens, D. Easement. Correct answer is C. Lis Pendens. Câu hỏi 339. Thông báo về việc đang chờ khởi kiện, khiếu nại dân sự có khả năng ảnh hưởng đến quyền sở hữu rõ ràng đối với tài sản được gọi là A. Thông báo vi phạm, B. Thông báo bán hàng của người được ủy thác, C. Lis Pendens, D. Sự nới lỏng. Câu trả lời đúng là C. Lis Pendens.